Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4, tuần 10 đến tuần 13, trang 69 đến trang 71. Bài 4, Trống đồng Đông Sơn, sách giáo khoa trang 93. Đầu tiên luyện từ và câu. 1. Dựa vào mục 4 của hướng dẫn sử dụng từ điển sách giáo khoa, trang 94 viết cách tra nghĩa của từ tự hào. Như vậy các em sẽ dựa vào mục 4 của phần hướng dẫn sử dụng từ điển sách giáo khoa trang 94 để chúng ta viết ra cái cách tra nghĩa của từ tự hào. Như vậy, cách tra nghĩa từ tự hào. Đầu tiên bước 1, tìm trang có chữ tờ. Bước 2, dò từ trên xuống theo thứ tự. Bước 3, tìm đến từ tự hào, đọc kỹ phần giải thích nghĩa của từ và chọn nghĩa phù hợp. Tiếp theo số 2 nhỏ, tra từ điển để tìm hiểu nghĩa của các từ dưới đây rồi điền vào chỗ trống. Như vậy chúng ta sẽ tra từ điển để tìm nghĩa của các từ thuần hậu, hiền hòa, ấm no, yên vui. Rồi sau đó chúng ta sẽ viết vào chỗ trống. Như vậy thuần hậu ở đây là nói cái tính nết thật thà và hiền hậu. Hiền hòa là hiền lành và ôn hòa. Ấm no là đầy đủ về vật chất như đủ ăn, đủ mặc. Yên vui là yên ổn và vui vẻ. Tiếp theo bài tập số 3, viết câu 1. Viết câu với 1 đến 2 từ mà em tìm hiểu nghĩa ở bài tập 2. Như vậy chúng ta sẽ viết câu và ở trong câu đó có 1 đến 2 từ mà chúng ta vừa tìm được ở bài tập 2. Ví dụ, từ ngày về hưu, ông cụ sống yên vui với con cháu. Như vậy chúng ta viết câu với từ yên vui. Cuộc sống làng quê thật yên bình, ấm no. Tiếp theo phần viết, câu số 1. Chọn một trong hai trường hợp dưới đây để viết giấy mời. A. Mời bạn đến dự sinh nhật. B. Mời bố mẹ hoặc là các bạn lớp khác đến dự một hoạt động do lớp em tổ chức, ví dụ như ngày hội sách, liên hoan văn nghệ, v.v. Như vậy các em sẽ chọn một trong hai trường hợp này để chúng ta viết giấy mời. Ở câu A, ví dụ như là mời sinh nhật thì chúng ta sẽ viết giấy mời như sau. Nhân dịp sinh nhật, ví dụ như bạn tên Hoàng Tâm, nhân dịp sinh nhật Hoàng Tâm, Hoàng Tâm mời Minh Thuận đến dự tiệc sinh nhật cùng gia đình chúng tôi vào lúc 18 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2023 tại nhà hàng Kỳ Hòa, rất hân hạnh được đón tiếp. Như vậy ở trường hợp A chúng ta sẽ viết thư mời sinh nhật. Thì em tên gì và mời bạn tên gì thì các em sẽ viết vào đây và thời gian địa điểm. Thì các em sẽ tùy thuộc vào cái thời gian của buổi sinh nhật của mình. Tiếp theo B. Mời bố mẹ hoặc là các bạn khác đến dự một hoạt động do lớp em tổ chức, ví dụ như ngày hội đọc sách, liên hoan văn nghệ. Thì chúng ta sẽ viết giấy mời như thế nào? Ví dụ, B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2023, giấy mời. Tập thể lớp 4A trường tiểu học Chu Văn An trân trọng kính mời. Ví dụ ông Vũ Tùng Lâm, hội trưởng hội phụ huynh lớp 4A,
đến dự lễ tuyên dương học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập của lớp năm học 2022-2023. Thời gian vào 15 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2023, địa điểm phòng họp lớp 4A, trường tiểu học Chu Văn An. Chúng cháu rất mong được đón tiếp bác thay mặt tập thể lớp 4A, lớp trưởng Lan Anh, Trần Lan Anh. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là chúng ta sẽ trang trí giấy mời ở bài tập 1, chúng ta sẽ trang trí. Rồi cuối cùng vận dụng viết 2 đến 3 thông tin hoặc là đặc điểm nổi bật của trống đồng Đông Sơn. Như vậy chúng ta sẽ viết thông tin và cái đặc điểm nổi bật của trống đồng Đông Sơn. Ví dụ, trên mặt trống đồng Đông Sơn là bức tranh sống động với thiên nhiên muôn thú con người. Thuở sơ khai, họa tiết trên mặt trống đồng Đông Sơn miêu tả rõ nét cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người Việt cổ. Nhìn vào mỗi chiếc trống đồng, chúng ta có thể thấy nổi bật lên hình ảnh của một ngôi sao nhiều cánh, những chú chim, nhà sàn, con người cùng các hoạt động khác nhau. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.